Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 với chủ đề Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên do tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhiều địa phương trong ngoài nước đã diễn ra tối qua tại thành phố Tuyên Quang. Dự đêm khai hội có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo các bộ ngành địa phương trong nước, các vị khách quốc tế. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình đêm hội thành tuyên được tổ chức quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của 7 tỉnh gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bình Thuận và các địa phương có quan hệ hợp tác hữu nghị với Tuyên Quang là tỉnh Siêng Khoảng, Lào và thành phố An Song, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Trải qua gần 20 năm được nhân dân sáng tạo duy trì và phát triển, lễ hội Thành Tuyên đã ba lần được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam là đêm hội Trung thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam, mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam và cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam. Đây là năm đầu tiên tỉnh Tuyên Quang triển khai đề án đổi mới tổ chức lễ hội Thành Tuyên giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu trọng tâm là xây dựng phát triển lễ hội trở thành sản phẩm du lịch mang thương hiệu quốc gia và quốc tế. Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 nhằm tăng cường giới thiệu với nhân dân và du khách trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất con người và các giá trị di sản văn hóa của tuyên quang, đặc biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử văn hóa của quê hương cách mạng, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, tiếp tục xây dựng lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.